Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lan Phương, 42 tuổi, ngụ ấp 8A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2008, Phương đứng ra làm đầu thảo hụi, mở các dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng để hưởng hoa hồng. Đến năm 2014, để có tiền tiêu xài cá nhân, Phương tiếp tục mở các dây hụi có giá trị từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng rồi gian dối đặt tên khống các hụi viên để hốt hụi chiếm đoạt tiền. Đến ngày 10 tháng 4, 2019, Phương không còn khả năng trả tiền cho các hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 33 dây hụi chưa kết thúc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã xác minh làm rõ 16 dây hụi xác định Phương có hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền 903 triệu 585 ngàn đồng. Hiện vụ việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang mở rộng điều tra xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.